Còn một câu nữa xin được giải thích nốt. Câu 10, lúc có người mất niệm Phật 8 đến 12 tiếng rồi thì nghi thức tiếp theo cho vào nhập quan thì cần làm gì, cần làm như thế nào ạ? Vì con thấy thế gian hay phạt mộc, vân vân. Nếu là người con Phật thì mình cần làm như thế nào để đúng theo nghi thức của Phật ạ? A Di Đà Phật. Con mong nhận được câu trả lời sớm nhất của thầy. Người tu theo Phật chúng ta sau khi mất thì chúng ta trợ niệm 8, 12 tiếng đồng hồ thì theo nghi thức của Phật nhập quan thì bình thường thôi. Nếu biết trì chú Đại Bi như các sư bây giờ ấy thường làm thì trì cho ba biến Đại Bi Thập Chú Bát Nhã, xong niệm An Mani Bát Minh Hồng hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và lúc niệm An Mani hoặc niệm A Di Đà Phật đó thì lúc đó lau rửa cho gì? Cho cái xác của cái người mất kia và đem thay quần áo và đem cho nhập quan. Nhập quan cho nhập quan xong thì mình làm cái xong khi xong một cái là hồi hướng tam tự quy, phát nguyện vãng sinh cho, hồi hướng phát nguyện vãng sinh cho cái hương linh của vị đó, thế là xong. Nghi thức Phật giáo chúng ta rất đơn giản. Chứ không theo nghi thức của đạo lão và nghi thức của các gì, các thầy cúng nó còn cúng là rườm rà lắm. Cúng phát tang rườm rà lắm thì chúng ta thì không cần đâu. Đại bi thập chú xong bát nhã. Nếu mà để có thời gian thì đệ tử Lăng Nghiêm niệm Phật, không có để thời gian thì không đại bi thập chú bát nhã xong gì niệm Phật hoặc nhập quan xong một cái thì xong một cái để chúng ta cũng có thể nhẹ đem phát cho con cháu thì trưởng họ hay con cháu thì phát khăn tang luôn và như vậy là phát tang theo nghi thức nhà Phật, thế là xong, rất đơn giản như vậy thôi chứ không cần phải nặng nề theo nghi thức của ông thầy cúng phải cúng gì ea 2-3 tiếng đồng hồ mới phát tang xong đó. Người Phật tử toàn thành chúng ta không nặng nề cái chuyện đó. Và các sư cũng không làm cái điều đó. Lâu đâu chỉ có một số các sư mà chuyên đi cúng, họ mới cúng cái khoa, gọi là cái khoa gì, phát tang đó thì nó phải đến tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ mới xong. Nếu mà còn canh kề EA thì phải đến 3 tiếng mới xong được cái khoa cúng đó. Chúng ta thì không nên rườm rà cái nghi thức đó quá làm gì. Người học Phật chúng ta thì cốt là ở gì? Cốt là ở cái kết quả. Chứ đừng cái nặng về hình thức lắm làm gì. Đó thì đây thì thời gian là không còn cho nên thôi thì thầy trả lời vắn tắt như vậy thôi. Thời gian đã quá mất đi thì 28 phút rồi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.